Cao lên. Hello, mến chào Đó. cả nhà nha. Rồi chào cả nhà nha. Tuần này Nha. là hội tụ đông đủ luôn. Nó giờ đông chưa, thấy chưa? Rồi, cuối tuần đi đại náo được sáng nè cả nhà. Rồi bây giờ thì mấy anh em hôm nay đi tìm hải sản nha, có gì thì bắt đó mà ăn, bắt xong ăn luôn á. Cuối tuần chơi lớn luôn. Hôm nay cuối tuần chơi lớn nha cả nhà. Rồi, Rồi. bây giờ thì mời cả nhà cùng theo hành trình của tất cả mấy anh em tụi em nha. Đây. Rồi, đi thôi. Ok, hải sản đầu tiên nha cả nhà. Đó. Ống ngựa. Hôm nay mình không có bắt nha, hôm nay em không có bắt Đó, nha. đó, mới chờ lên nè. Trước mặt luôn á. Đâu? Có đâu? Bắt hết rồi mà. Còn con nữa. Đó. Đâu rồi ta? Em bắt hết rồi. Ừ đó, thấy chưa? Ngày đó còn nữa kìa, thấy không? Giúp anh chị. Anh bắt em quá. Em chui. Chui đi. Có mấy con mà. Dài dài trong đó kìa, thấy không? Nó đu kìa, trong đó kìa. Đi đi nữa nè. Ừ. Em nói anh. Cho chưa lấy. Chui vô bò đó. Gỡ cái túi ra đi cho nó thoải mái. Đưa anh. Đưa anh gỡ ra đi rồi. Anh cười hoa. Nè. Anh cười đi. Ai muốn trải nghiệm cả nhà? Ai muốn trải nghiệm ra đây nha. Anh cười đi. Trước mặt quá trời kìa. Quá trời quá trời. Trời mà không bắt. Hả? Ui, một đôi luôn nè anh. Đâu? Đôi luôn nè. Theo như kinh nghiệm của anh Tám săn bắt hoang dã là nó nói là hai con mắc mắc lẹo. Ghê nè, đó nè. Thấy không? Nó làm cái gì em? Nó quấn cái gì em? Thẳng vô bên phải em luôn. Nè, đâu tưởng giống. Bên phải. Đó. Trước mặt kìa. Bên phải nè. Nè. Thấy không? Rồi trước mặt luôn. Nó đen giống anh quá. Anh trắng mà chứ đâu có đen đâu. Em được như đây nè. Chưa bằng anh. Hả? Tới nữa kèn trước mặt em luôn á. Leo leo qua cái rễ này đi. Dỡ cái cây này ra. Đó, lâu lâu cho đi trải nghiệm một bữa cho biết với người ta. Hai ba con nghe đó luôn á. Đâu? Nu. Nước còn nước rồi. Đi qua đưa cái xác càng cao một cái coi. Phóng to luôn rồi. Phóng to luôn rồi. Không quay đi. Tại vì mày cưa. Hả? Đi cưa. Ừ, ngon lành, ngon lành. Ngon lành canh đào. Anh ấy tới rồi đó mọi người. Đúng nha cả nhà. Đó, ăn là anh. Wow. Đây. Khổng lồ. Khổng lồ nha mọi người. Rồi. Hải sản kế tiếp cả nhà cua. Xả mà nè, mà mới có không? Đi núi rồi đó. Hả? Cả nhà. Trời vậy chứ anh dắt thoải mái à. Được gì chưa em? Em đẹp. Thấy không? Quá trời luôn nè. Có chân con cua đó đó anh Tám ơi, cua nó ra đây nè. Cả nhà em phát hiện cái con cua nó nằm trong này nè cả nhà. Qua đây bắt quát nữa. Thấy là quá trời không thấy đâu. Để mở đèn led thử coi có thấy được hay không nha. Ổng đi đâu có tiêu trời. Đó, nó nằm đó cả nhà. Đó. Cái đồ này ra được không? Nè, nhìn vô em thấy nó liền à. Ủa. Nó
cua. Cua kia. Cua không ơi. Cua. Trời cá bá luôn nè. Cua hả? Ừ, chọc nữa. Chọc nữa đi. À, để ông quay. Quay anh, quay anh. Nó anh nó chọc nó kìa. Cua cãi luôn. Ê nó bò lại kìa. Đưa anh thấy nè. Ê ê. Dính giữa nó bò ra ngoài kìa. Đó, con cua chui vô đây cả nhà. Đây nè. Dưới kìa. Rồi, cho cái chạy ra nha cả nhà. Qua đây đây, đưa máy qua đây nè. Qua đây. Đưa anh thấy nè. Qua đây. Em cầm máy cho anh đi. Gì không móc ngược ra đó hả? Chưa móc ngược. Hai lạng. Đi vô nó ơi. Ê, nó chạy qua đây đúng rồi. Cười kỳ quá cả nhà. Nó chạy. Em kêu nó ra đi. Đi nó ra là kìa. Ra đây. Đó. Đây. Nhảy tưởng con nha. Chạy luôn kìa. Cua dày mà la nha. 2 lần rưỡi á. Cua còn 2 lần rưỡi chạy ngược lại. Cười kỳ quá. Chạy ngược lại, chạy ngược lại nữa rồi. Cái ủ này ngon quá này. Đó. Cả nhà. Bye. Đè xuống đè sao? Đè mạnh luôn. Đè mạnh luôn, đúng rồi. Cầm lên. Nó cầm lên luôn. Cầm lên luôn, đúng rồi. Đó. Đó. Đơn giản luôn, con cua đầu tiên đơn giản nha. Quá đơn giản luôn cả nhà. Muốn câu view là cho nó kẹp luôn. Kẹp. Rồi. Rồi cộng đây, tập cộng luôn. Tập cộng luôn không nghỉ đi. Vô tay rồi không có vụ xảy đâu. Ok. Được đó. Món nữa nha. Phát hiện cái hang cua cả nha. Muốn xả nó mà cho nó đó, nhưng mà moi ra đây em thấy có dấu chân nè. Moi đây nha cả nhà. Moi ra thấy có dấu chân trong này nè. À, này cua. Chắc tối quá. Có dấu rồi anh ta. Gì cái đống mạ đó kìa. Ủa đống mạ cạo ghê không? Ừ. Quá trời luôn kìa. Nè. Thấy dấu không? Có không anh? Dấu bấm không? Nè, đừng con. Ở đây cũng đừng con. Con ngốc người đắng kìa. Em thử. Hai ba hang xả mà kế bên luôn. Ủa dấu à. Con đáng cua này ra ta. Xong chưa, chuyện nằm ở đây. Cua trong này chắc là con này ở đây rồi. Đâu nó còn không chịu luôn gì. Đây nghe la làng lên là hết rồi, đi bắt cua hết cực khổ à. Về rỉa mòn cái hết. Nhanh lẹ luôn. Anh em bạn nhậu đâu có thấy cái cảnh này. Lúc bắt đâu thấy. Mòn. Thấy đụng đi sướng quá. Sướng quá. Mòn màng thì có sẵn mà đụng ra thì chơi này chơi kia. Đi đông lắm nha cả nhà. Mình có tăng phải chế nữa nè. Theo theo chơi nữa. Tăng phải chế này và đi giao lưu. Đưa cho đổ một hôi. Có. Đó đó. Rồi sai. Có. Giật. Có. Trời bốc dục không à. Nó dữ mà. Mày. Dạ. Mày chạy đâu cho thoát. Bắt là bà khía cừ ghê gì mấy đâu nè. Giật ra. Giật. Cái mặt kim trảo kìa. Giật nè. Trời ơi. Kỳ vậy ta. Kỳ vậy đó. Chắc nó kỳ. Cái càng hả? Nó kêu đó. Của sa mà đó. Thấy cái ủ này nè. Ừ. Của sa mà đó. Ừ. Hơi căng rồi ạ. Ốc bệnh bự ghê không? Ốc. Giật nè. Ngay góc trước thiếu. Tới con chuyện luôn nè. Con gì mà nó kẹp dữ vậy? Con gì nó kẹp? Con gì 8 cẳng 2 càng. Còn nghe con voi giọt.
chính là con cua. Con lấy ba khía. À, chuyên ngày bắt cua mà giờ bắt cua kia đứt cây bá đây nãy giờ giỡn hoài ha anh Tám. Ừ, đã ta cái nhà ngon luôn. Tại coi Quyên thấy Quyên cột sình đen lùi luôn, thấy không cột sình như vậy cái màn hình đó. Ok, tay quẹt liếc nè, giờ qua thử hàng kế tiếp. Bên kia hàng nữa phải không? Đây hàng này thấy lạng nha. Vậy thôi chứ cua má ơi. Cua gì cái này cũng xình nè, nó nhìn nè. À, cua nha cả nhà. Cua nhà đó. Đưa lên miệng hung nó một cái. Cực kỳ ngon nha. Bắt cho một cái. Nhỏ mà có vỏ nha cả nhà. Chữa luôn rồi hả?